Thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung khai thác những tiềm năng và lợi thế vốn có, nhất là các mô hình đột phá mới để khơi thông mọi nguồn lực phát triển công nghiệp. Đây là vấn đề chính được thảo luận tại hội thảo quốc tế định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được tổ chức vào sáng nay. Tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm bánh mì tăng từ 2% lên đến 30% chỉ sau vài năm. Doanh nghiệp này đang có nhu cầu rất lớn về xây dựng nhà xưởng cao tầng trên đất riêng, nhưng kế hoạch rất khó triển khai do mô hình này lâu nay chỉ được thực hiện trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Mô hình này hoàn toàn là mới. Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm là không có ai có. Người ta chỉ có một hai loại bánh thôi, tôi nhiều loại bánh, từ một di chuyển. Tôi quyết định đi làm thì tôi dướng một pháp lý xây dựng cái này kia thì nó hơi khó khăn. Các mô hình mới như kinh tế tuần hoàn phục vụ chuyển đổi các khu công nghiệp sinh thái, khu đô thị y sinh dược quốc tế để phát triển công nghiệp công nghệ sinh học cũng được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi vẫn nghĩ rằng là làm sao xây dựng được cho mình một cái cơ chế kết nối hiệu quả với các cái vùng lân cận, ví dụ như là hệ thống giao thông này, hệ thống logistics này. Cần phải xác định rất là rõ là thế sự vai trò của các cái bên có liên quan như thế nào. Hãy để cho những tỉnh lân cận, đó là những vệ tinh của Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện những công việc phụ trợ hoặc là những cái khu công nghiệp mà vốn dĩ nó là truyền thống, và biến Thành phố Hồ Chí Minh nó phải là một trung tâm đầu não của công nghiệp, nhưng mà là leading, là dẫn đầu. Giải quyết cái tồn tại của 17 khu công nghiệp, khu xuất cần cái chính sách để làm sao có lợi cho nhà đầu tư và đúng phù hợp với nhà nước. Cái thứ hai là chính sách để phát triển các khu mới đi hướng là cái kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh. Thừa nhận ngành công nghiệp thành phố trong gần 50 năm qua luôn có sự đổi mới, nhưng phần lớn vẫn còn sử dụng nhiều tài nguyên và thâm dụng lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh cần phải có sự thay đổi rất mạnh mẽ trong tư duy, trong hành động ngay từ bây giờ. Tất cả chúng ta đều phải có thay đổi về tư duy. Người tiêu dùng, nhà sản xuất, nhà lãnh đạo, quản lý, các cấp, các ngành của thành phố cũng phải theo dõi tư duy và thay đổi hành động của mình để chúng ta bắt kịp với xu thế phát triển mới. Và xem đây như là một cái cuộc cách mạng mang tính đột phá cho thành phố trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trong những năm sắp tới. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản đã được tái cơ cấu theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp thành phố tăng bình quân 7,5 đến 8% một năm trong giai đoạn 2023-2030. Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành mối liên kết chặt chẽ về phát triển công nghiệp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò trung tâm nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.